vì hai bên đường là kín cây luôn, toàn cây cổ thụ, cây xấu già từ ngày xưa các bạn ạ. Cái phố này thì nó còn có những cái con động vật hoang dã như là sóc ngồi ở dưới là có thể thấy nó chạy ở trên. Đấy, mỗi lượt đèn xanh đèn đỏ xe nó đi qua thì tuyến đường nó lại vắng như thế này. Và các bạn nhìn này, nhìn dưới bóng cây nhá. Đây là mình đang đứng ở dưới tán một cái cây xanh rất là to, cổ thụ luôn các bạn. Đấy, thấy chưa? Úi, khủng khiếp không? Nhìn lên bầu trời quá đẹp luôn. Phố này mà mùa lá rụng là đẹp lắm. Giới thiệu với các bạn, đây là phố Hoàng Diệu nhá. Phố Hoàng Diệu này nó dài hơn 1 km, nối liền từ Phan Đình Phùng cho đến Nguyễn Thái Học nhá. Đây là mình đang đứng ở chiều từ Nguyễn Thái Học đi đến Phan Đình Phùng, thuộc quận Ba Đình của Hà Nội. Phố Hoàng Diệu này cũng được xem là một con phố đẹp nhất của thủ đô Hà Nội đấy. Bởi vì là hai bên đường nó có ba hàng cây này, ba hàng cây xà cừ khủng cổ thụ luôn. Đây các bạn nhìn. Đấy, hàng xà cừ cổ thụ luôn nhá. Mấy năm trước thì nó người ta còn để bóng nó to, bây giờ mấy năm nay sợ bão cho nên là cũng cắt gọn nó rồi. Thế nhưng mà nó đã nảy lộc đâm chồi rất là đẹp. Đấy. Ở cái tuyến đường này thì ghi dấu nhiều, rất nhiều cái công trình lịch sử của Hà Nội. Đấy, các bạn thấy chưa? Đặc biệt là Hoàng Thành Thăng Long nhá. Các bạn có đến cái phố Hoàng Diệu này để check in chụp ảnh thì cũng có thể là vào khám phá Hoàng Thành Thăng Long. Đấy, bây giờ mình sẽ di chuyển từ đầu phố đến cuối phố Hoàng Diệu để các bạn xem ngắm nhá. Rất là đẹp luôn. Trời thu Hà Nội, thời tiết đang rất ủng hộ cho các bạn trẻ thích chụp hình ở phố Hoàng Diệu. Sắp đến ngày 20 tháng 10 rồi, ngày là ngày kỷ niệm phụ nữ Việt Nam, là ngày phụ nữ Việt Nam ấy. Thì các bạn trẻ, các bạn nữ có thể lên đây để check in chụp ảnh nhá. Con phố này đặc biệt là không ít khi bị tắc lắm. Lúc nào cũng quang đãng và sạch sẽ. Rất nhiều các bạn trẻ, các bạn nữ đến đây chụp ảnh. Thời tiết vào thu là đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Trời quang mây tạnh, trời trong xanh, không khí thoáng. Cây nhìn bóng cây đẹp, mỹ mãn luôn. Hôm nay là 12 tháng 10 rồi, còn mấy ngày nữa là 20 tháng 10 thôi. Mọi người có thể là lên kế hoạch để đến đây chụp ảnh nhá.
Đây là phố Đinh Tuyên Hoàng nhé các bạn nhé. Đấy. Phố Đinh Tuyên Hoàng cũng là một con phố rất là đẹp để các bạn trẻ có thể đến đây check in chụp ảnh. Kia là tháp rùa kìa các bạn. Tháp rùa Hồ Hoàn Kiếm đấy. Không khí trong lành mát mẻ, đúng chất trời mùa thu Hà Nội. Đấy, các bạn thấy đã không? Mình sẽ tiến hành di chuyển cái tuyến phố Đinh Tuyên Hoàng này để các bạn ngắm nhá. Tuyến phố này là vào cuối tuần là thứ 6, thứ 7, chủ nhật là sẽ là tuyến phố đi bộ. Và sẽ cấm xe máy, ô tô đi vào và chỉ có đi bộ thôi. Các bạn thấy ghê chưa? Một tuyến phố rất đẹp để mà mình quay đây để các bạn biết, để các bạn có thể check in nhá. Đây, mình lướt sang các bạn nhìn thấy tháp rùa. Tháp rùa đẹp chưa? Tháp rùa. Các bạn xem video yêu quý kênh của mình thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn rất là nhiều. Để tiếp tục ra những cái video vui vui giải trí để phục vụ các bạn. Đấy. Đấy, tuyến phố Đinh Tuyên Hoàng. Còn đây là xin giới thiệu với các bạn, đây là con đường Thanh Niên nhé. Con đường Thanh Niên này nó dài khoảng gần 1 km thôi. Bắt đầu từ dốc Yên Phụ cho tới ngã ba Quán Thánh và Thụy Khuê. Đấy, con đường này, đường Thanh Niên thì nó nằm giữa hai cái hồ. Cái đường, con đường này rất là độc đáo. Đây là, thứ nhất là đây là nằm ở bên, một bên là Hồ Tây này. Đấy, và một bên là Hồ Trúc Bạch. Hai hồ nhá các bạn nhá. Đấy, nó nằm ở giữa. Cái đường Thanh Niên này thì là điểm check-in của các bạn trẻ rất là nhiều. Cái điểm đặc biệt của cái đường Thanh Niên là các bạn có thể đến đây chơi, check-in, chụp ảnh. Và là con đường đẹp là cả ban ngày lẫn ban tối. Lúc nào cũng đông. Vùng mùa hè thì rất là mát luôn. Bởi vì là hai bên là mặt hồ mà, cho nên nó lộng gió. Giờ mình sẽ tiến hành di chuyển đến con đường Thanh Niên này nhá, để các bạn ngắm nhá.
chiều các bạn, đây là đường Nguyễn Đình Thi nhá, đường ven bờ Hồ Tây. Địa điểm check-in rất là đẹp luôn. Đấy. Đường này lúc nào cũng thoáng mát nhé, vì một bên là bên mặt Hồ Tây. Buổi tối mới đi dạo ở đây thì tuyệt vời. Buổi tối thì đi dạo, còn buổi sáng thì đi tập thể dục. Đúng góc này mình lia máy cho các bạn xem view hết toàn cảnh Hồ Tây nhá. Đấy, con đường. Đi con đường này được ngắm hết bờ Hồ Tây luôn. Cực đã luôn các bạn. Con phố Kim Mã này nó kéo dài từ bến xe Kim Mã nhá, cho xuống đến tận cầu Giấy. Đấy. Ở cái con đường này thì nó có cái nền cực đẹp luôn để chụp ảnh. Đấy. Mùa lá rụng thì cũng tuyệt vời luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cây, hai bên cây xanh mướt luôn. Đây cũng là điểm để check in chụp ảnh rất là đẹp. Con phố này là nằm trong top các cái con phố đẹp check in của các bạn trẻ. Đấy. Phố Kim Mã, đường Kim Mã thì nó bên trên, còn cái đường này là cái đường bên ven bên cạnh.
thiệu mọi người đây là con đường gốm sứ nhá.